Xin chào các bạn, FA-18F Super Hornet là một máy bay tiêm kích đa năng của Không quân Mỹ. Loại máy bay này thì chuyên hoạt động trên tàu sân bay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vẽ thử cái máy bay này xem thực tế nó như nào nhé. Trước tiên thì các bạn vẽ một đường thẳng ngang kia để chúng ta xác định cái mặt đất. Và chúng ta sẽ vẽ một cái đường chéo như này để xác định cái độ nghiêng của máy bay. Mình sẽ vẽ cái máy bay đang trong tư thế hạ cánh. Đó, bây giờ các bạn vẽ thành một hình chữ nhật như này. Và cái máy bay chúng ta sẽ nằm ở trong cái khung này như này. Chúng ta sẽ vẽ cái thân trước để dễ dàng xác định các bộ phận khác. Tiếp theo là cái phần đuôi nhô lên. Thì các bạn vẽ nó nhô lên như vậy. Tiếp theo là đến cái phần cánh. Phần cánh thì thường là bắt đầu từ giữa thân của máy bay. Cánh đối diện thì sẽ ngắn hơn một chút do ở vị trí khuất hơn. Giờ chúng ta sẽ xóa qua một chút những cái đường kẻ ban đầu này để chúng ta hình dung dễ hơn cái thân của máy bay. Đây là cái khung chung của cái máy bay, thì căn cứ cái thân này thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm những cái đường nét chi tiết khác trên máy bay. Ở đây thì nó có hai cái hốc này, mình cứ gọi là hốc gió nhé, ở bên dưới cánh máy bay. Đó, ở hai cái đầu máy bay thì sẽ có hai quả tên lửa. Và ở bên dưới thì nó có một cái bộ phận gì đó mà nhìn như kiểu là hình quả bom này. Mình không rõ nó là cái gì nhưng mà nó hình thuôn thuôn kiểu như này. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là vị trí cái càng của máy bay nó thò ra. Đây là càng đáp ở trước. Thì bao giờ những cái càng đáp này thì nó cũng có những cái cửa để cho cái bánh máy bay nó trồi ra. Bánh máy bay thì các bạn chỉ vẽ hình giống như hình oval thôi, bởi vì chúng ta đang nhìn check. Nhiều anh em hay bảo là mình tua nhanh, nhưng mà thực ra cái gì các bạn hoàn toàn có thể dừng lại mà. Dừng lại hoặc là quay lại để xem lại, như vậy cũng dễ. Chứ bây giờ thì mình cũng không thể post một cái video dài đến 1 tiếng rưỡi lên để cho các bạn xem được, cái đấy nó rất khó. Sau khi dựng hình xong thì các bạn sẽ đánh chì nhé. Chúng ta sẽ đánh một lớp chì mỏng tất cả các vị trí ở trên cái thân máy bay. Thì các bạn chú ý cái phần cánh ở bên dưới và những cái bộ phận nằm ở dưới bụng của máy bay thì chúng ta sẽ để nó tối hơn một tí. Nhìn chung thì vẽ được đến đoạn này là bắt đầu dễ rồi. Sắp tới thì mình sẽ ra một cái video về đối thủ của F-18F này. Thì chủ yếu đối thủ của nó là Su-30 của Nga thôi. Thì mình sẽ chọn vẽ một cái máy bay chiến đấu Su khôi của không quân Nga. Ở chỗ bên dưới cánh máy bay này anh em nhớ vẽ thêm những cái giá để vũ khí như này nhá. Và đây là phần cánh tà của máy bay. Cánh tà là cái bộ phận nó sẽ căng ra khi máy bay hạ cánh để làm giảm tốc độ gió. Đây các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng vị trí của cánh tà. Hai cái quả tên lửa, hai đầu cánh thì vẽ khá là đơn giản. Một hình thuôn dài như này và các bạn vẽ thêm cánh và đuôi cho nó như này là được. Là ra cái hình cái tên lửa rất dễ. Giờ chúng ta sẽ tinh chỉnh các cái phần chi tiết ở trên cái thân máy bay này. Như các bạn quan sát thì cái càng đáp phía trước ấy, chính xác là nó sẽ có hai cái trục đỡ, ba cái trục, một cái trục chính và một cái trục trước, một cái trục sau nữa. Còn càng phía sau thì chúng ta vẽ nó cũng chỉ đơn giản như này thôi. Lốp thì tí nữa chúng ta sẽ dùng bút chì đen để chúng ta tô đen nó vào là nhìn được. Giờ thì chúng ta bắt đầu tẩy đi những cái nét thừa, những cái nét vẽ rối mà lúc đấy chúng ta đã vẽ. Rút kinh nghiệm những cái lần trước thì cái bức tranh nó khá là nem nhem do tay mình tì vào ấy. Lần này thì lấy giấy ra để đỡ tay này các bạn ạ. Bức tranh nó sẽ sạch hơn rất nhiều. Thank you.
Ở cái phần càng đắt sau này các bạn có thể thấy hai cái nắp nó mở ra như này đó. Mình vẽ một cái nắp đen, một cái nắp trắng này, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Nó mở ra để cho cái lốp máy bay nó thò ra. Đối với hai cái quả mình gọi là quả bom này nhé, cũng chả biết nó là cái gì, thì nói chung là các bạn sẽ đánh chì đều như này. Và cái phần dưới bụng cái quả bom ấy thì chúng ta để nó tối hơn tí là được. Đó, giờ tô đậm cái lốp máy bay vào tí, nó hình oval nhé các bạn nhé. Bởi vì mình đang nhìn chéo mà, vẽ hình tròn là sai. Còn đối với cái lốp trước thì nó sẽ có hai cái bánh như này, hai cái bánh song song với nhau như này. Đó, chỗ phần đuôi của máy bay kia thì các bạn để ý nó sẽ có hai cái ống xả cho động cơ phản lực. Thì hai cái ống xả này thì chúng ta sẽ tô nó màu đen và kẻ những cái đường sọc. Đây các bạn có thể thấy đó, kẻ những đường sọc này thì nó sẽ ra hình cái đấy thôi. Sau khi chúng ta vẽ được cái này thì các bạn nên dùng thước kẻ để chúng ta kẻ lại những cái đường thẳng một lần nhé, để cho nó rõ lên ấy. Nó sẽ nổi bật hơn cái bức tranh của chúng ta. Giờ mình sẽ vẽ thêm logo của Không quân Hoa Kỳ vào đây. Không quân hay là hải quân thì đó mình cũng không rõ nữa, bởi vì bên họ có rất nhiều cái quân chủng. Mà thực tế thì các bạn không cần quan tâm này làm gì nhiều, các bạn có thể vẽ cờ Việt Nam vào đó cũng được. Phần đỉnh của hai cái đuôi máy bay này thì chúng ta sẽ vẽ nó đậm hơn một chút này. Đó, giờ thêm một chữ Navi vào đây. Hoặc là có thể các bạn vẽ tên các bạn vào cũng được. Giờ thì bức tranh của chúng ta cơ bản đã hoàn thành rồi. Lát nữa thì ở cái vị trí cái hốc gió kia đây, cái hốc gió này các bạn sẽ dùng bút chì đậm các bạn tô vào để cho nó nổi bật lên cái màu đen ấy. Nhìn cho nó dễ. Video của mình đến đây là gần kết thúc rồi. Nếu các bạn gặp khó khăn thì xem lại giúp mình, hoặc là dừng lại hoặc tua lại nhé. Tặng thêm cho mình 1-2 lượt xem nữa thì càng tốt cho mình, có thêm động lực để làm việc tiếp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tiếp tục ra những cái video về sau nữa. Hy vọng rằng các bạn sẽ quan tâm theo dõi kênh của mình nhiều hơn. Chứ vào xem xong không ủng hộ mình thì mình thực sự cũng buồn lắm. Và đây là kết quả của chúng ta sau khi mình xóa phông đi và chỉ để cái hình cái máy bay. Các bạn thấy thế nào? Hãy cho mình biết ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé.